một dự án độc đáo, tiên phong, điểm nhấn mới cho thủ đô Hà Nội do công ty cổ phần đầu tư Mai Linh thực hiện. Tọa lạc tại vị trí trung tâm khu vực phía Tây Hà Nội, dự án The Matrix One được định vị trở thành tâm điểm văn hóa, kinh tế, chính trị trong tương lai. Liên kề Bộ Ngoại giao, khách sạn JW Marriott, Đại học Đông Đô, Trung thể thao dưới nước, sân vận động Mỹ Đình, trung tâm hội nghị quốc gia. The Matrix One được thiết kế như một siêu tổ hợp đô thị kinh tế tài chính hàng đầu Việt Nam, nơi đón nhận tinh hoa công nghệ và giao lưu toàn cầu. Với tổng diện tích 39,8 ha, thuộc ranh giới hành chính các phường Mễ Trì và Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phía Tây Bắc giáp đường Châu Văn Liêm và đường Mễ Trì, phía Đông Nam giáp đường Lê Quang Đạo và khu đất trụ sở Bộ Ngoại giao, phía Nam giáp đại lộ Thăng Long. Dự án The Matrix One bao gồm các khu chức năng chính: khu công viên cây xanh rộng 14,4 ha với 2,5 ha diện tích mặt hồ, khu trường học rộng 1,5 ha, các khu đất hỗn hợp HH1 rộng 1,3 ha, HH2 rộng 1,5 ha và HH3 rộng 1 ha. Vị trí trung tâm ngay vòng xoay đại lộ Lê Quang Đạo, Mỹ Trì và siêu đường đua F1 danh tiếng. Tháp HH11 56 tầng, cao 280 m, tổng diện tích sàn 167.048 m2, sàn thương mại với diện tích 12.000 m2, sàn văn phòng diện tích 82.200 m2, sàn khách sạn với diện tích 67.500 m2 với 450 phòng. Tòa nhà hỗn hợp HH12, tổng diện tích 4.560 m2, cao 44 tầng, tổng diện tích sàn 85.460 m2. Tòa nhà hỗn hợp HH21, tổng diện tích 7.103 m2, cao 44 tầng. Tòa nhà hỗn hợp HH31, cao 44 tầng. Khu trường học, tổng diện tích 15.756 m2, gồm hệ thống trường mầm non, trường phổ thông liên cấp với cơ sở vật chất chuẩn quốc tế. Khu thấp tầng được thiết kế đồng bộ gồm khu căn hộ HH22, khu shop house HH32, trung tâm hội nghị biểu diễn có sức chứa 10.000 người. Một không gian sống mới đẳng cấp, trong lành, hòa nhịp với thiên nhiên nhưng vẫn tiện nghi, hiện đại. Đặc biệt, điểm nhấn của The Matrix One chính là lá phổi xanh, khu công viên rộng 14 ha cùng hồ cảnh quan rộng đến 2,5 ha được quy hoạch riêng cho dự án cũng như cư dân của thành phố. Tầng hầm thương mại, dịch vụ, đỗ xe rộng 9 ha. Không chỉ sở hữu vị trí trung tâm của khu vực phía Tây thành phố Hà Nội, The Matrix One còn có tầm nhìn bao quát, liên kề dự án là đường đua F1 với tổng chiều dài 5,565 km. Một không gian trong lành với hai mảng xanh bao quanh, CX1 2.814 m2 và CX2 4.568 m2. Hệ thống trường học từ mầm non đến phổ thông được xây dựng theo chuẩn quốc tế, nơi mang đến cho thế hệ tương lai ngay chính mảnh đất Mễ Trì, địa linh nhân kiệt. Một Hà Nội mới với nhịp sống nhanh, hiện đại, hòa nhập không giới hạn, kết nối không biên giới. Trên tất cả, The Matrix One chính là không gian kết nối lý tưởng, điểm đến hoàn hảo và cơ hội giao lưu kết nối không biên giới giữa cộng đồng Việt Nam và cộng đồng thế giới.